Chào mọi người, thì cái này là cái video đầu tiên mình làm để gọi là hướng dẫn mọi người một số thứ linh tinh. Hôm vừa rồi tại vì có nhiều bạn nhắn tin hỏi với lại comment hỏi về việc chụp sao, chụp như kia quay, chụp giải ngân hà. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn, tại vì có bài viết rồi nhưng mà một số bạn vẫn hỏi nên là làm một cái video hướng dẫn mọi người luôn. Thì nói chung đi chụp sao, chụp ngân hà, chụp những cái liên quan đến ban đêm á, thì mình cần chuẩn bị một số thứ như sau. Đầu tiên là chụp ngân hà thì cần một cái máy ảnh có thể có cái chế độ về chế độ phơi sao, chế độ hoặc thậm chí là có thể là chế độ gọi là manual, chế độ tự setup á. Điện thoại hình như cũng có, bây giờ hiện tại cũng có một số cái điện thoại có cái chế độ đó rồi. Tùng thì Tùng không biết nên là cứ chọn đem cái máy ảnh của mình ra ví dụ. Thì hiện tại Tùng đang dùng cái máy ảnh này, mình chọn cái máy này, một cái máy có khả năng phơi sáng được, một cái máy có khả năng set up lại thời gian chụp được là tốt nhất. Rồi Tùng chọn cái ống kính, thì cái cách chọn ống kính tốt nhất thì có khẩu độ mở càng lớn càng tốt. Như cái lens Tùng đang dùng là 35f2, là khẩu mở đến 2, một cái khẩu khá là lớn. Có một số lens giống như con 35f1.4 là mở rộng hơn. Như một số bạn thì các bạn còn thích là chụp góc rộng hơn để lấy cả một cái dải ngân hà luôn. Hôm nay thì chắc là chỉ chụp sao được thôi, tại vì đang ở Sài Gòn, sự ô nhiễm ánh sáng của nó rất là lớn, rất là nhiều, nên là chắc là không chụp được Milky Way, chụp được ngân hà. Cố gắng đi thật đêm, thật tối để chụp sao trời thôi, chứ còn không có hy vọng là có thể chụp được Milky Way. Cái thứ hai cần chuẩn bị ngoài máy ảnh thì là tripod. Như tuần này cũng có cái Penro, thì bắt buộc phải có tripod để mình cố định máy khi phơi. Nếu mà không cố định thì chắc chắn cái ảnh của mình sẽ rung, bởi vì khi mà phơi sao, phơi sáng á, thì cái thời gian nó rất là lâu mà mình không thể nào cầm tay được, cái hơi thở của mình nó sẽ rung, cái hình ảnh nó ra nó sẽ bị nhòe. Ngoài ra phơi sao thì cũng có một cái app gọi là Star Wars. Thì trong này nó sẽ có cái la bàn để mình tìm được là Milky Way đang nằm ở đâu, chòm sao nào đang ở đâu. Nói chung ở Sài Gòn để tìm Milky Way thì chắc không được đâu, nhưng hôm nay thì không xài đến cái này. Nhưng mà nếu mà muốn đi chụp các dải ngân hà ở những cái vùng mà khi mà ánh sáng nó không có nhiều á, thì tìm down cái app này về để dùng là ok. Còn có một cách nữa, cái mẹo nữa là để khi phơi nó không bị rung, nó không chạm vào cái máy của mình. Mình set cái chế độ gọi là hẹn giờ. Set cái chế độ hẹn giờ 2 giây ấy, để cho khi mà bấm nó không bị chạm vào cái máy để rung cái máy. Pin dự phòng. Một số nơi các bạn đi, ví dụ như ở Nhật hay là các vùng nông thôn, thời tiết nó sẽ lạnh, thì mọi người có thể chuẩn bị cả áo khoác để giữ ấm. Thích thì mang theo đồ ăn vặt các thứ, rồi ngồi đó khi mà chụp, khi mà phơi mình có thể ngồi đợi và ăn uống nước. Còn có bạn bè thì uống rượu cũng được, không sao đâu. Như Tùng thì hay khi đi thì sẽ còn mang cả laptop theo nữa, để có gì mà hứng khi ngồi chờ đợi có thể chỉnh luôn cái ảnh của mình tại chỗ đó luôn. Nhưng tất nhiên là nếu mà các bạn chụp ở những cái nơi nó thiếu an toàn hay là nó không ổn như đường đêm, xá đêm ở Sài Gòn, thì mang ít ít theo, bỏ laptop ở nhà cũng được, không có vấn đề, về nhà mình chỉnh sau. Rồi bây giờ sẽ chỉ mọi người một số cách để mà gọi là set up. Thì set up máy như thế nào để chụp cho nó gọi là sao nhỉ, để cho có thể lấy được sao. Thì khi mà chụp sao
Có một cái vấn đề là các bạn phơi sáng, các bạn không được phép phơi qua 10 giây. Phơi qua 10 giây nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là có cái hiện tượng sao dời. Thành thử ra khi chụp quá 10 giây, các bạn chụp lên các bạn sẽ thấy sao biến thành những cái vệt nhỏ nhỏ nhỏ. Nó không phải là một cái điểm sáng duy nhất mà nó sẽ là một vệt sáng. Cho dù nhúc nhích một chút xíu nó cũng sẽ mất cái đẹp của hình đi. Nên là thường tụi mình sẽ chỉ để từ 10 giây trở xuống. Cần phải chuẩn bị thì cái này, đèn pin này Tùng xu của Mai Văn Châu Thịnh. Hôm vừa rồi đi Tây Nguyên cùng với nhau thì mấy anh em đưa cho nhau dùng, xong rồi Tùng quên mang về Sài Gòn luôn. Thì khi mà đi chụp sao thì cái địa điểm mà tụi mình cần, cái địa điểm cần chọn thường bắt buộc phải là những cái nơi thiếu ánh sáng, thật ít ánh sáng càng tốt, để có thể dễ phơi được sao, dễ chụp được sao. Những cái thì các bạn nên chuẩn bị cái này để thứ nhất là giữ an toàn cho mọi người, thứ nhất là giữ an toàn cho các bạn, các bạn có thể soi đường được. Thứ hai là khi chụp với nhiều khi các bạn có thể dùng nó để tìm điểm lấy nét, có thể set up máy, tại vì khi đó là không có nhìn thấy đường đâu mà phải bắt buộc phải có đèn pin để mình soi đó. Thì vừa nói hồi nãy là khi chụp sao nên chọn những cái nơi ánh sáng càng ít càng tốt. Thêm một cái vấn đề cần các bạn lưu tâm nữa khi đi chụp sao là các bạn nên chú ý đến thời tiết, người ta gọi là dòm nhà, nhìn nhìn đất nhìn trời đó. Hôm đó nên mở ra coi dự báo thời tiết coi có mây có mưa gì không, bởi vì có mây mưa thì đồng nghĩa với việc sẽ không có sao, có mây thôi là không có sao rồi đó. Nó che rồi còn đâu mà nhìn thấy sao. Cái thứ hai nữa là các bạn để ý xem ngày hôm đó có trăng hay không. Nếu mà là trăng tròn, trăng rằm mà các bạn không đi chụp trăng trăng á thì tốt nhất là mình không không đi chụp, tại vì trăng tròn đồng nghĩa với việc ánh sáng trăng rất là lớn, nó sẽ lấn cái sao đi rất nhiều, nó sẽ lấn cái ánh sáng sao đi rất nhiều, và khi phơi các bạn sẽ rất là khó phơi được sao. Còn ai thích có thể đi phơi ngày sáng trăng cũng được, thì nó sẽ đẹp theo mỗi cách khác, nhưng mà sẽ khó, rất tôi nghĩ là sẽ không nhìn thấy được Milky Way đâu đó. Cái đó là một số vấn đề mà mình cần lưu ý trong cái việc đi chụp trăng sao và ngân hà, nói chung là chụp đêm. Nói chung thì tôi nãy giờ nói nó cũng sẽ rất là khó để mọi người có thể tưởng tượng, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi chụp một buổi gọi là săn sao ở Sài Gòn xem như thế nào để có mọi người có thể dễ mường tượng hơn. Ok, đi thôi. Thứ hai nữa là một cái ảnh với sao đẹp thì cái máy ISO khử noise càng tốt thì sẽ dễ ra ảnh đẹp. Nhưng mà với sao thì cái việc có một số hạt noise không vấn đề lắm đâu. Nó khoảng một thì thường tụi sẽ để nó ISO trong khoảng 1800, 1000 đến 1600. Tùng vẫn thích cái độ trong trong cái ảnh hơn là cái việc cái ảnh của mình nó quá xù xì. Cho dù có sao đi nữa thì nhìn cái ảnh nó không được mịn, tôi cũng không thích lắm. Về khẩu thì tất nhiên là thông thường mình sẽ để khẩu ở, nếu mà muốn phơi Milky Way, phơi dải ngân hà thì mình sẽ để ở cái chế độ khẩu mở lớn nhất để có thể dễ dàng bắt được ngân hà hơn. Tất nhiên là lúc đó sẽ xoay tay, sẽ gọi là MF manual để cần phải chuẩn bị nét. Thì cái này thường là máy ảnh nó sẽ rất là khó có thể bắt nét được, nhất là những cái điểm sao nhỏ nhỏ như vậy. Nói chung để khẩu lớn hoặc để khẩu nhỏ để có sao bao nhiêu, nhiều bao nhiêu hay là ít thì tùy vào các bạn. Nhưng mà để gọi là phơi tầm 10 giây, cái quan trọng là phơi từ 10 giây trở xuống để sao nó không bị trở thành một cái vệt. Hồi nãy giờ cũng có nói sơ qua về những cái thứ cần phải chuẩn bị. Còn một cái nữa
nhắc đến cái địa điểm. Còn một cái nữa mà hồi nãy giờ quên nhắc, đó là cái đèn pin. I just wanna see.